Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Lucky đây. Đúng vậy, lại là mình đây. Hôm nay vẫn như mọi ngày, mình sẽ chơi Liên Minh Điện Thoại. Đi leo rank nha anh em. Mình sẽ đi lên AD nhé. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Và bây giờ chúng ta cùng let's go và hãy thưởng thức cái video này nhé. Ring ring. Ok. Bing bing. Đi cùng tép tép. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi nha anh em. Trận này là một trận đấu khá là căng thẳng rồi, mình đã thua rồi, chắc chắn rồi, mình đã thua rất là nhiều luôn. Ok, chơi for fun mà, cũng không cần quan tâm gì để thắng thua đâu. Khác gì là ai sợ. Đến từ mà nó sai và chứng minh lên máu của sâu dở kiếm thâm nhạc và tài sản họ ngồi đó là mê lên đó là Giết nó anh em ơi. Ok anh em nha. Tiếp tục nha nè. Ok đéo gì này. Ồ. Oh.
Trời ơi. Tiếc cái rồi. Mình gặp là mình kiệt sức chém nó luôn mà. Rồi anh là cúc cúc. Rồi. Kè mà à té Psychopie. Welcome to Psychopie. À, má Lucian à, hơi quăng ấy, nó lại căng ghét đấy, đứa đùa đâu. Chủ động mà kéo thì hơi căng ấy, thiệt sự không đùa. Nghe cầm như này chắc là ok rồi đấy, không Lucian nó hay sốc đam, mẹ tay em đó thằng bé rồi cũng sốc đam kìa. Cái lùn như này, bên meta đi bích. Cầm AD à? Holy shit, Michael Pai. Ok anh em nhé, sẽ là Michael Pai đi bất nha.
cùng với chuyện này. Đây đã có bạc nữa này. Có đồng nữa. Cái lo như thế này. Xanh này cách sơ thân dạo và được phất đang cố làm cho nó phất tạp. Mình sẽ biết cho mình một sức đạp. Michael Pai bài trẻ hiển lòng. Căng thẳng vậy liền. Welcome to Summoner's Rift. Tay tôi nó rỉ nè, khá là rỉ nè. Đúng rồi, mình sẽ lên cái máu. Bái lô, sắp bọc cơ. Đấy, bắt bọc được hai. Hai hộp được hai. Nó làm được mà cái phòng thủ tàu bấm mà dù. Mà cháy đám mà làm gì? Đi con mẹ mày. Tôi rắc cho thằng anh em. Cho dù ngày hay đêm ta rắc tới cô phải đứng trong cô hồng tình yêu như vậy. Chắc tôi tin tức cô đâu. Tí hon tôi phải tự tin cho dù có tí hon cho mai AB rúm rúm mai xí gòn. Tôi rắc cho quyền, rắc cho quyền, rắc cho quyền. Bắt cá tem. Nói gì đây? Đúng vậy. Đúng vậy. Look. Okay. Gì đó. Ê. Tao biết mà. Tao biết chơi mà anh em, phải đâu biết giờ làm gì mà.
ta xoay nó lại, chúng ta xoay nó lại. Địt mẹ. Ở đây có bạn ăn lover. Rất là ba la. Xin lỗi anh em nha, có gì nữa à? Hai, thường thôi. Ừ, đéo được à. Phải lồn thiệt chứ. Đây. Đánh tao mà chết đó, đừng có đánh tao. Ôi, mày làm đéo gì đây? Ôi, qua đây làm gì? Dương qua nhà
Anh không ghen ai, má em lại làm nghề gì lên tháng đang nhiều. Lòng em cũng có em lâu dài. Bộ địch không may mắn thế. Còn mẹ ảo ma thế. Thôi được rồi, xài thôi. Má lý lên nó còn chết nữa. Ôi farm kiểu đó chỉ có lộ màn hình mà chết đấy. Phải lá luôn chưa? Chưa. Chưa phải lá là chưa rồi. Nó dụ mày xong nó đụ mày đấy. Nè thấy chưa? Tao xíu. Cho rằng lẽ nào mình siêu thật. Bởi vì anh nhớ hơn. Mỗi khi màn đêm xuống trong thành phố này. Nó vào cuối ngày. Ở đâu mà quê anh đang ở đâu anh tới ngay. Rồi I'm location. Đi con mẹ phải lùn má cái đéo gì đó trời. Ôi kìa. Ôi kìa. Và đừng yêu như em không có tình làm về em mê anh. Đi con mẹ đấy chết rồi. Ê ê. Ôi đi mẹ. Làm ơi. Quý một dòng họ nằm đó luôn rồi. Rampete, rampete. Chúng à. Đấy, đau chưa. Chỉ cần nói nhiều đâu. Anh cứ chịu thế thì em chịu sao. I've killed a lot of monsters. None of them lived in the sea. Thầy muốn chạm vào nhau rồi. Đi khách. Anh chê. Kiểu còn mình giấy quá ta. Ê.
Sao lại đây em? Sao mà chết được tao? Tao cứu mày nè. Đừng sau lưng. Đấy là ôi kìa. Ôi ôi. À mít. Còn mít kia mua đồ. Để tiền em sau dùng mà đẹp. Nó nhiều đồ quá. Nó có giả chết luôn không ta? Nó thư đốt rồi đó, tao thấy nó thư đốt rồi đó. Ok Ben. Này ảo đá rồi. Thôi, tao là tao giết nó chứ tao mất. Trời ơi. Cape, cape. No, no cape no. Cape to. Có bay qua. Mẹ mày. Lò mẹ nó. Ơi sợ liền cũng liền. Ai cũng nhà sân. Đâu còn chạm nó chứ phát à. Vấn đề là phải giữ vị trí để farm thôi. Peto mít nè. Holy shit man. Đâu? Hmm.
Má nó mạnh quá ta. Thôi kệ, ai ai đang được rồi. Là sức mơ về tình người anh vẫn ở kế bên, đừng để tắm hết rồi đúng không? Bay ra tất cả đồ xuống sông, đừng cầu mong đó là giấc mơ về tình người anh vẫn ở kế bên. Phải làm gì đây? Để tình như đây không cần vấn vấn nơi đây. Đâu cần vui mà em từ chối quá vô chỉ cần xin ly. Không có vay gì nếu anh còn đi du baby. Mẹ mày. Cái lồn kìa bay. Đó đúng hay sai, ta có nên dừng lại. Hóa ra cúc cúc mà đầu hắc cúc thôi. Chết rồi, tắt tắt tắt. Tiền cất lời. Keep a man down long enough and the gutter becomes his kingdom. Đi con mẹ mày. Đúng nè. Ôi rồi. Hết 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 hết. Ôi giời. Ê ê ê. Baron baron baron. Tụi nó mà đây. Còn mẹ nhìn ớn với liền. Này để con tim của em ngủ. Quá. Má con tướng cũng kẹt gì đấy. Lên đồ gì kỳ nữa. Ui đi con mẹ mày. Đâm mày cái nhẹ liền. À đây nè. Yeah.
Em là giọt sương long lanh ta đã mang. Rồi. Asu. Đây được rồi. Đấy, phải vậy. Phải có hy sinh. Ủa sao kia chết mãi rồi. Đi chịu em cũng chắc tim giác rào. Cho sao có nhật kinh đây. Axo Pacalito. Vấn đề là phải canh được cái đoạn mà nó làm gì mình á. Có mắt này à? Ừ, nó canh rờ mình đó chứ. Đéo ổng à. Lạc lạc lạc. Má, nó lướt. Nè. Hết máu. Trong kỳ thư làm tao lại càng tiêu. The
Ui đi cầu mẹ vãi lồ thì kia. Vậy thôi anh em ơi, đá được con blue của nó đẩy đến lên nữa, không cho nó đẩy vô trụ mình á. Bọn nó phải làm như vậy là hợp lý rồi. Con mẹ đấy chết kìa. Nó khỏe quá anh em à, đến không nổi nữa. Mình chọn đi AD mà trời. Let's go thì chúng ta sẽ vô. Chú mới đánh gì nữa, bực lực quá. Đánh ra lâu đánh về game AD mà nó bất lực quá trời trời. Bạn luôn cái mù cả nà bạn hết luôn ạ. Tươi sống thì là giá đi.
chân tôi gấp sâu à. Chụp sức ăn thân và sang những lực ăn chụp quá mức Yumi à. Yumi à, Yumi đánh gì giờ? Yumi tính đánh gì giờ? Cá ta hả? Chỗ Yumi gì đó tìm ra. Chắc là đánh Chinit nhỉ. Chuột cũng được, đánh tàu quýt cũng đẹp. Tàu quýt đi cho nó tàn hình. Ở đây mình bị thiếu bộ cơ động quá. What doesn't kill you just isn't finished yet. Don't call me sorry, don't call me baby. Này anh em. Tibo đi mất, Tibo đi sập bỏ, biết mà. Don't call me buddy, don't call me baby, don't want me crazy. I can't even taste the air up here. You drink this? Goodbye, my life. Welcome to Summoner's Rift. It's sticky, so you don't trap it. Time to show them who's best. 30 seconds. Tắt gì đó. Cắm một thời gian rồi đó. Đủ mà. Minions have spawned. Oh yes, yes. À, tao có súng đây nè. Tao có súng đó. Đừng có đùa. Bụng tao bắn chết rồi đó.
This tastes awful. Okay, okay, we can make this work. Who let all these plants survive? I'm Yumi, and you're Ward. They're planning something. I know it. Kỳ trước có đi em. Không, kỳ trước sao đánh. Dâu là em chứ bạc cha sử. Oh, what the fuck, man? Oh? Don't trust any liquid you can see through. Rust is like more delicious mold. Ah.
Watch your step. Okay, chứ. I demand a sandwich. What the fuck, man? I'll be right under their noses. An ally has been slain. Ôi. Ui ôi. Đã có súng. Đã đâu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của mình nha. Hãy like và subscribe kênh của mình như các bạn thấy nó hay và để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng giờ thì tạm biệt tất cả mọi người nha. Tất cả mọi người nha.